tên 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 to là Superman. Rồi xong, Superman đụng đầu vô cây luôn rồi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Minecraft mới của mình nha. Yeah. Ok anh em ơi, thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại làm thêm một video Minecraft mới cho các bạn xem rồi đây. Và trước khi vào video nào, mấy bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video nào các bạn ơi. Thì các bạn ơi, mấy bạn biết gì không nào? Thì hôm nay bạn thấy mình mặc cái bộ đồ skin nhìn lạ không? Đây, mình cho bạn xem nha. Đây. Thì mình đang cosplay nhân vật Saitama các bạn ơi. Đó, chính là một cái nhân vật gọi là có một cái sức mạnh cực kỳ mạnh luôn các bạn ơi. Đó, chỉ cần gọi là gặp yêu quái á, anh ta chỉ cần nhào vô anh ta đấm một phát là yêu quái sẽ chết ngắt luôn. Chẳng hạn như Timmy đi ha. Timmy đúng không? Ra mà láo, đấm cho cái là Timmy sẽ chết. Kamui đúng không? Đấm cho cái chết luôn á. Chẳng hạn như là cả anh admin server đúng không? Đấm cho cái anh admin server cũng chết luôn. Bởi vì Saitama là một siêu anh hùng có sức mạnh mạnh ơi là mạnh luôn á. Kể cả Phong Cận TV đúng không? Đấm cho cái chắc chắn cũng banh cái đầu luôn anh em ơi. Nói chung á là Saitama là một người cực kỳ mạnh luôn đó. Thì hôm nay nè, mình đã cosplay Saitama. Và không chỉ là cosplay đâu nha, mà mình còn có cả sức mạnh của Saitama ở đó. Nghe ghê không? Đó, có nghĩa là mình có thể bay được nè. Đó, Saitama là bay được nha, còn mình cũng bay được luôn nha. Đó, thấy không? Bay luôn à, ghê không? Và Saitama là người có một cái sức mạnh gọi là đấm một phát là chết quái vật luôn. Cho nên á, mình cũng hơi bị mạnh luôn nha. Mình đấm một phát là chết người luôn á. Chẳng hạn như là anh Dịch đi ha. Mình gặp anh Dịch đúng không? Mình thấy mặt anh Dịch ghét quá, đấm anh Dịch cái là anh Dịch sẽ chết queo luôn. Nghe ghê không? Thì hôm nay nè, mình có rủ các thành viên của Hero Team vào trong đây chơi game cùng với mình. Thì mình sẽ sẵn trong cái dịp này, mình sẽ gọi là join mọi người trong team của mình luôn nha. Mình sẽ mời mọi người vào trong game chơi Bad World cùng với mình. Sau đó là mình chỉ cần nhào để mình đấm người nào cái là người đó sẽ chết queo luôn. Mình sẽ join các thành viên của Hero Team nha các bạn. Đó, còn bạn nào mà muốn chơi game cùng với các thành viên của Hero Team thì cũng đừng quên vào trong server HeroMC.net để chơi game cùng với mọi người nha. Các bạn chỉ cần lên Minecraft bấm HeroMC.net là sẽ vào được server của bọn mình nha. Ok, chúng ta bắt đầu vào màn cho thế nào, let's go. 1 hour later. Ok bạn ơi, thì bây giờ mình đã vào trong game Bad World nữa bạn ơi. Bây giờ mình đã chỉnh cho mình được gọi là sức mạnh của Saitama rồi. Mình chỉ cần đấm một phát là chết người luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi join các thành viên của Hero Team nha. Các bạn hãy xem quanh Bim Man đây, bay nè. Ơi đó, ghê chưa, One Bomb Man bay được luôn nha các bạn nha, ghê chưa. Rồi bây giờ mình sẽ qua nhà anh Dịch nha, để xem coi anh Dịch sẽ là người đầu tiên nè. Anh Dịch là team xanh lá cây đúng không? Ok, bay qua. Ui, One Bomb Man. Yeah. Ấy. Búp. Trời ơi. Xin chào Simmy. Ủa. Bạn thấy mình có bất ngờ không? Mình đã qua được nhà bạn. Giờ mình phá giường, phá giường. Ây da. Dịch ơi. Ôi, tại sao dịch không để ý nó mình các bạn ơi. Hello Dịch. Xuống đi. Ôi trời, sao vậy? Nani? Ôi trời, sao vậy? Ôi, dịch bốc hơi luôn rồi, Wow. Ai đây? Kairon hả? Kairon. Đập cho cái chắc queo luôn. Ủa cái gì vậy, bác sẽ ra vậy? Hai người kia. Ủa, hai người không nhận ra tôi sao? Ủa Phong sao? Phong cũng làm gì đây vậy? Đi ra. Quýnh tôi hả? Được rồi, vào đây tôi cho mấy người quýnh nè. Tôi đứng im chỗ cho mấy người quýnh tôi luôn nè. Quýnh đi. Quýnh thoải mái luôn. Trời, anh quýnh mày đi, quýnh chết rồi. Quýnh đi, quýnh mạnh lên. Quýnh mạnh lên, quýnh mạnh lên. Trời, sao quýnh nhẹ vậy, quýnh mạnh lên. Đập cho cái. Trời ơi. Đấm người nào cái là người đó chết queo luôn. Rồi giờ dịch ra đây, dịch ra đây. Dịch ra đây. Đây, quýnh đây này. Chết rồi. Đấm vô mặt dịch nè. Rồi xong dịch bốc hơi luôn. Rồi Simmy nè. Đấm phát là bốc hơi luôn. Phong,
có sức mạnh gì anh ơi. Dạ em lại, đây đây em cho anh cũng hai cục vàng rồi, anh đi giúp em đấy, đó anh đi giúp em. Ngay bây giờ em xin thông báo với hai người, em bây giờ không còn là người bình thường nữa, mà bây giờ em chính là One Boom Man, Thánh Phòng Tôm, đấm một phát là chết người luôn. One Boom Man là cái con gì vậy xin? Là Thánh Phòng Tôm hả hay gì? What được không? Đúng rồi. What? Dịch, lại đây anh, lại đây. Gì? Đấm mặt cái chết queo luôn. Ghê chưa? Sim sợ chưa? Sim sợ tôi chưa? Trời ơi, đây đây. À, dịch quýnh em hả dịch? Quýnh thoải mái đi dịch, quýnh đi. Quýnh đi. À, bay lên luôn nè, bay lên nè. À. Trời ơi, dịch ơi. Dịch tính làm em té xuống dưới hả? Không được đâu. Em lại anh rồi. Tôi cúng là bơ đi ra đi ra. Trời ơi, mạnh thế. Ê, hai bạn ơi, tính ra là hai bạn muốn quýnh mình luôn hả? Không được đâu nha. Bởi vì á, mình là người có sức mạnh phi thường. Các bạn quýnh cỡ nào mình cũng không chết. Mà các bạn gọi là sao ta? Cho phong phận đồ ăn nè. Gì vậy? Táo vàng hả? Cung hai. Cung táo. Anh nghĩ là em cần táo vàng hả? Hả? Em không cần táo vàng. Để em tí. Hả? Thứ em cần không phải là táo vàng. Dịch không có thứ em cần. Cái gì? Thứ em cần là cái giường này. Bảo vệ hả? Chết đi. Đấm phát chết luôn. Đặt cái giường. Dịch lại đây. Simmy lại đây. Simmy lại đây. Chạy nè. Mấy bạn thấy mình mạnh chưa? Trời, mình chỉ cần qua đây mình đấm mỗi người cái thôi là chết queo hết. Trời, mình đúng là người mạnh nhất Hero Team mà. Bây giờ để coi coi đến lượt ai nha. Bây giờ là còn Camu với lại Kairon nè. Ok, qua phòng Camu với Kairon nha. Camu với Kairon là team xanh dương đúng không? Bay qua nè. Rồi. Chị Camu ơi, chị đắp giường lại đi chị Camu. Ok. Đang đắp nè. Cái. Nhìn sau lưng người chị. Hả? Gì? Cái. Ủa vậy cái? Cái gì tự nhiên không cần bay qua đây hồi nãy à? Ờ, hồi nãy em cũng thấy ai quýnh em á, mà cũng mặc áo đỏ. Camu với Kairon vào đây nhanh lên. Vào đây. Cái gì vậy? Vậy. Vô đây em nói nghe nè. Hôm nay em vào đây để em thông báo cho mọi người biết là em không còn là phong cận của ngày xưa nữa. Em bây giờ chính là One Boom Man. Một bịch giường. Là người... À, mất dạy vậy. Nani? Đấm cho cái, chết queo luôn. Đấm cái chết queo luôn. Cả mùi. Còn cả mùi nè, cả mùi. Cả mùi ơi. Tính ra hồi nãy em kêu chị vô em nói nghe chị không lại hả? Không lại rồi đấm cái chết queo luôn. Đấm cái chết queo luôn, cái đó. Tai rồi, đấm cái chết queo luôn. Hai người vào đây. Hai người vào đây. Có gì đó không đúng ở cái trận Bad World này chị Camui ơi. Alo. Đây, bây giờ hai người. Bây giờ không bị xin mấy cả vịt đâu ta. Hai người thử quýnh em đi. Cho hai người quýnh em đó, quýnh đi. Quýnh thoải mái luôn. Trong qua đây. Quýnh mạnh lên. Sao yếu vậy? Máu của Phong từ 19-20 hoài. Ha, bởi vì em là One Boom Man, em không bao giờ chết. Đắm cái chết quẹo. Hai người sợ em chưa? À, ok rồi, bây giờ mình sẽ phá hủy giường mới được. Hồi xưa giờ chơi Bad World chưa bao giờ gặp trường hợp nào vậy luôn trời. Ai tính ra là hai người gặp người bình thường là đúng rồi, còn tôi là One Boom Man mà tôi phải mạnh chứ sao? Phá giường luôn. Ê, đập giường mình kìa chứ ơi. Đập giường mình. À cài quýnh mình hả? Cài giúp quýnh mình hả? À. Té rồi, đó dễ mà chị đó, em nói này chơi dễ mà. Okay. Bây giờ phải đập. Té hả? Té hả? Bạn nghĩ là bạn làm cho mình té được sao? Mình biết bay nha bạn. Chết nè. Ca mùi nè, chết queo luôn. Nó quýnh mình hồn thương tét luôn kìa. Bây giờ em sẽ phá em sẽ phá giường của hai người. Rồi mất giường. À quýnh tôi hả? Quýnh tôi hả Kairon? Quýnh tôi hả Kairon? Cả mũi rồi. À cả mũi chạy. Không gì. Rồi không. Em game mà chị ơi. Cả mũi ơi. Sao chạy chị nhanh vậy? Phong à. Chạy đâu chứ cả mũi? Chị chạy đâu vậy? Ở đây kìa. Rồi xong. Chị chạy đi đâu? Chị chạy đi đâu? Bây giờ em phá con đường ở đây luôn. Chị chạy đi đâu? Chị Cá Mui ơi. Chị Cá Mui. Mình tự tử đi chị. Thà mình tự tử còn Tự tử nè. Không tự tử luôn. Mong Cá Mui yên nghỉ, hạ gục bởi Phong Cận TV. Ok các bạn ơi, mình đã giết được Cá Mui và Kairon luôn rồi. Team màu xanh cũng đã bị mình hạ gục rồi. Bây giờ để coi còn ai nha. Còn Sammy các bạn ơi. Còn Sammy các bạn ơi. Ok, của anh Bumman bay qua nhà Sammy nè. Sammy rồi. Sammy đây.
nhà đẹp chứ nè, trời chị xây luôn rồi nè. Ủa gì vậy? Trời mấy bạn ơi, Sammy xây luôn một cái tòa lâu đài ở trong đây luôn bạn ơi. Wow, đẹp quá ha. Đẹp quá ha. Ủa? Không. Ủa sao bay được hả? Tôi bay được mà, tôi bay được mà. Ghê không? Ghê không? Thả luôn, thả luôn. Thả luôn. Nhà của tôi mà. Ông đi khùng hả? Phá nè, phá nè, phá nè. Trời thương người đi ông nội. Trời Sammy ơi, qua đây, qua đây. Tôi nói nghe nè, qua đây, vô đây nhanh lên. Vô đây trước khi tôi nổi giận. Vô đây. Dạ, ok ok, ông bị gì vậy? Hả? Xin giới thiệu với bà, tôi không phải là phong cận của ngày xưa nữa, mà tôi bây giờ chính là phong cận Saitama đấm một phát là chết người. Siêu mạnh, siêu sức mạnh, hiểu không? Trời ơi, Saitama người ta đầu chọc. Ông không đầu chọc đâu, là tâm bay. À, không tin đúng không? Không tin đúng không? Này lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Lại đây, lại đây. Nựng má cái nè. Đó, nựng má cái quẹo luôn. Ghê không? Ghê không? Ôi gì ghê vậy? Trời. Nè, đợi tôi xíu Sam ơi, đợi xíu, đợi xíu, đợi một xíu để tôi ra tôi mua kiếm kim cương cho mà chém. Đâu ta? À, kiếm kim cương đúng không? Đây, mua kiếm kim cương. Mua cho luôn rồi ghê vậy? Nè nè, lại đây, Sam rồi. Lại đây. Nè. Nè, cầm cái kiếm kim cương đi. Con cá heo. Cầm cái kiếm kim cương đi. Rồi, chém tôi đi. Được. Chém đi. Cho chém luôn á, chém đi. Để tôi dùng nước ông là ông dễ chết là đó, dùng nước rồi còn chém nữa. À, còn mày đặt chấn nước tôi nữa ha, chém đi. Ờ, đúng rồi. Nước, nước, nước. Chém mạnh trời vô. Trời ơi, ông bất tử hay sao vậy? Chém mạnh vô, chém mạnh vô. Trời ơi, chém gì yếu xìu à, chém mạnh vô. Trời ơi, yếu xìu, đập cho cái chất bèo đi. À, sợ tôi chưa, sợ tôi chưa. Ok, à quýnh tôi hả, quýnh tôi nè, đấm cho cái chất bèo luôn. Trời ơi, anh đã... chưa. Bây trời giờ ơi, ông bất tử rồi. Bây giờ tôi sẽ giết giết bà không thương tiếc luôn. Ok. Khóa lại, chặn lại không cho chạy luôn. Phong ơi. Vậy ơi, tôi nói ông câu nè. Bây giờ ông đập cái giường tôi đi. Tôi đập giường tôi được không? Không, tôi không đập giường. Không đập được. Không đập. À, tôi sẽ bà, Phong giết ơi. Bà luôn. Ok. Trời ơi. Ok bạn ơi. Bây giờ là tôi sẽ không bao giờ mà để cho bà chạy. Giờ bà cứ xuất hiện tôi giết, xuất hiện tôi giết. À chạy. Chạy nè, xuất hiện tôi giết. Ê, trời ơi, không phải con người không vậy? Con người không phải là đặt tôi này cứ xuất hiện là không cứ xuất hiện là tôi đấm, cứ xuất hiện là tôi đấm cho chết, cứ xuất hiện là tôi đấm cho chết, kiểu vậy đó. Chết nè. Tôi đi thoát. Thoát đi, thoát đi. Tôi thoát kịp không? Không tin. Thoát nè. Tôi thoát kịp trong xe. Ok rồi, xong mày hết game luôn rồi. Ok bạn ơi, thì vừa rồi á mình đã gọi là chọn xong các thành viên của Hero Team mình rồi, bạn thấy không? Mọi người trong team ai cũng sợ mình hết. Mình chỉ cần chạy lại gần ha, mình đấm cho cái thôi là coi như mọi người trong team chết queo hết luôn, không còn ai còn sống luôn. Bựa gì đâu luôn trời. Mấy bạn thấy gọi là Saitama phong cận mạnh không? Đấm một phát một là chết một người, đấm hai phát là chết hai người. Siêu mạnh luôn á bạn ơi. Đó, thì các bạn thấy rằng nhân vật này như thế nào, các bạn đừng quên gọi là bình luận cho mình biết nha. Các bạn thấy nhân vật này có ngầu hay không, có mạnh hay không thì đừng quên hãy bình luận cho mình biết luôn nha. Rồi ok, còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng đã dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ đó subscribe đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mong mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em vãi nồi, tạm biệt. Còn bây giờ Saitama đi giải cứu thế giới đây. Bye bye mọi người, yêu.